Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu trái đất Phương Khánh tự tin để mặt mộc trong tiệc sinh nhật tuổi 18. Mặc dù đã trải qua thời điểm ngày sinh nhật của mình khá lâu, nhưng Phương Khánh vẫn liên tục nhận được quà sinh nhật từ những người bạn bè của mình. Đây chính là những tình cảm mà mọi người dành cho Phương Khánh. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh đăng tải dòng trạng thái hài hước cô đang hạnh phúc đón sinh nhật ở tuổi 18. Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ở cạnh ai và luôn lạc quan yêu đời. Việc tự nhận mình đang trong độ tuổi 18 khiến fan thích thú. Lý giải cho hành động này, Phương Khánh cho biết cô muốn giữ lại những ký ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân và luôn muốn mình lúc nào cũng giữ được nguồn năng lượng tích cực và tươi trẻ. Điều khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đó chính là Phương Khánh tự tin để mặt mộc thay vì trang điểm son phấn cầu kỳ như những gì xuất hiện trước công chúng. Fan vẫn dành lời khen ngợi cho cô với khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi tắn và làn da không chút tì vết, xứng đáng là một trong những hoa hậu trái đất đẹp nhất lịch sử. Cụ thể, trước đó ít ngày, Phương Khánh đã liên tục đăng tải những bức hình bao gồm hoa và quà được mọi người gửi đến. Ở tuổi 26, cô gái gốc Bến Tre có hơn bạn bè cùng trang lứa một danh hiệu quốc tế đáng trân trọng, cũng như một định hướng hình ảnh rõ ràng. Trở thành cô gái Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu hoa hậu ở đấu trường quốc tế, nhưng Phương Khánh không lấn sân quá nhiều vào showbiz. Ngược lại, khán giả thỉnh thoảng mới thấy cô nhận lời mời xuất hiện tại các show diễn thời trang lớn nhỏ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.